Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ sáu ngày 16 tháng 7 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Phan Văn Giang được thăng quân hàm mới, số phận Lương Cường sẽ ra sao. Phan Văn Giang là nhân vật mới nổi từ hồi cuối năm 2020 trước thềm đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ sau khi nổi lên, ông này đã chiếm được ghế mà lẽ ra dành cho ông Lương Cường. Lúc đó, ông Phan Văn Giang chỉ là thượng tướng, nhưng ông Giang đã qua mặt Lương Cường một cách ngoạn mục. Có thể nói trong chính trường Việt Nam, Phan Văn Giang là đối thủ chính trị của Lương Cường. Mà đã là đối thủ chính trị thì phe này mạnh, ắt phe kia sẽ phải yếu đi. Trước đây, khi mới lên chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Phan Văn Giang vẫn còn là thượng tướng, cấp bậc thì thấp hơn ông Lương Cường. Người ta e rằng với cấp bậc cao hơn mà làm lính thì rất khó sai bảo. Tuy nhiên, để khắc phục điểm yếu này, hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng đã cho phòng đại tướng đối với ông Phan Văn Giang. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Giang được phong hàm đại tướng. Vào ngày 14 tháng 7, theo thông báo của báo chí nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ông Phan Văn Giang được ông Nguyễn Xuân Phúc thăng cho quân hàm đại tướng. Có thể nói đây là bổng lộc đầu tiên mà ông Nguyễn Phú Trọng muốn trao cho người mà ông muốn cùng ông sát cánh trong 5 năm nhiệm kỳ thứ 3 trong quân ủy trung ương. Ông Phan Văn Giang được thăng hàm đại tướng, tất ông cũng sẽ kéo thêm nhiều thuộc hạ được phong cấp theo ông. Và như vậy là nhờ vào ban phát bổng lộc chức tước này, ông Phan Văn Giang cũng củng cố thêm cho thế lực của ông ở Bộ Quốc phòng. Được biết, ngoài Bộ trưởng Phan Văn Giang được thăng quân hàm đại tướng, thì những người thân cận của ông Giang như Thứ trưởng Vũ Hải Sản cũng được trao quyết định thăng quân hàm. Và rõ ràng với những động thái này thì Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn muốn quân đội là công cụ để bảo vệ chế độ trước những bức xúc của người dân. Ở những nước dân chủ, sĩ quan quân đội chỉ trung thành với đất nước, không trung thành với đảng phái chính trị nào cả. Chính vì vậy, người sĩ quan quân đội dù cấp cao đến đâu cũng đều được là đảng viên. Nhưng họ không phải vì thế mà bênh vực đảng phái nào. Tuy nhiên, ở Việt Nam lại khác. Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa là đảng viên Đảng Cộng sản lại phải vừa là sĩ quan quân đội. Chính vì thế được thăng hàm trong quân đội thì cơ hội làm chính trị cũng lớn hơn và quyền lực cũng được củng cố hơn rất nhiều. Theo nguyên tắc, đảng quyết định nhưng Chủ tịch nước lại là người trao quyết định thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng đối với ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. Về mặt đảng, ông Giang vừa là Ủy viên Bộ Chính trị, vừa là Phó Bí thư Quân ủy Trung ương. Về mặt Đảng ủy Quân đội, ông Phan Văn Giang là người chỉ đứng sau ông Nguyễn Phú Trọng. Về việc thăng hàm Đại tướng cho Phan Văn Giang, ông Nguyễn Phú Trọng đã họp Quân ủy Trung ương để nghe bên Quân ủy Quân đội đề xuất. Sau đó, vấn đề được đưa ra Bộ Chính trị và được gật. Khi Bộ Chính trị gật thì ông Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành quyết định thăng quân hàm. Lần này, ông Phan Văn Giang được thăng từ Thượng tướng lên Đại tướng. Còn ông Thứ trưởng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương cũng được thăng hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Giang trong lễ trao quyết định. Như thường lệ, Nguyễn Xuân Phúc cũng ca tụng ông Đại tướng Phan Văn Giang là cán bộ quân đội có lập trường quan điểm, tư tưởng kiên định, vững vàng, đạo đức trong sáng, được đào tạo cơ bản, chính quy, được rèn luyện, thử thách và trưởng thành từ cơ sở. Và đã trải qua chiến đấu trực tiếp, có nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn, trong lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, tác phong sâu sát, quyết đoán. Nhưng thực chất, ông Phan Văn Giang lên chức không phải vì những phẩm chất kia mà ông Phan Văn Giang được lên chức, vì ông Giang là cùng một phe cánh với ông Nguyễn Phú Trọng. Được ông Trọng ủng hộ thì dù có thành tích kém cũng sẽ lên chức. Nếu không được ông Trọng ủng hộ thì dù cho cả là làm tốt thế nào cũng khó mà có thể thăng chức cho được. Và cho đến lúc này thì câu hỏi đặt ra là liệu Phan Văn Giang có khá hơn Ngô Xuân Lịch hay không? Tuy được ông Nguyễn Xuân Phúc ca ngợi là người hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tuy nhiên theo giới quan sát đánh giá thì triều đại ông Phan Văn Giang so với Ngô Xuân Lịch cũng không thay đổi gì cả. Quân đội vẫn rệu rã và thối nát, đặc biệt là thái độ với phía Trung Quốc không thay đổi. Nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước đang là thách thức rất lớn đối với Việt Nam. Tuy nhiên, trong nhiều năm nay, người dân chỉ thấy quân đội Việt Nam hèn với giặc là chủ yếu. Với thái độ ương hèn như vậy, thì nó thể hiện đúng bản chất của người có quyền lực cao nhất trong quân đội, Đảng ủy Quân đội là ông Nguyễn Phú Trọng. Điều đó được chứng minh qua cả một quá trình rất dài trong thời gian gần đây,
khi Trung Quốc liên tục xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà ông Nguyễn Phú Trọng vẫn im lặng. Ông Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Vũ Hải Sản sẽ là những thuộc hạ trực tiếp của ông Nguyễn Phú Trọng trong quân đội. Nhánh Phan Văn Giang sẽ là trụ cột, còn Lương Cường thì xem như ngồi một chỗ, làm công việc cũ rồi đợi đến khi tuổi hưu thì về vườn như bao quan chức đã hết thời khác trước đây. Đây là hình ảnh ông tướng Vũ Hải Sản. Ông Đại tướng Phan Văn Giang, 61 tuổi, tiến sĩ khoa học quân sự, quê huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, đại biểu Quốc hội khóa 15. Ông Giang bắt đầu cuộc đời binh nghiệp vào tháng 8 năm 1978 là chiến sĩ tiểu đoàn 4, trung đoàn 677, thuộc sư đoàn 346, chiến đấu tại Cao Bằng. Sau đó, ông ôn văn hóa tại trường văn hóa quân khu 1, rồi là học viên trường sĩ quan chỉ huy kỹ thuật tăng. Từ tháng 9 năm 1983, ông là trung úy, là trung đội trưởng đại đội 3 tiểu đoàn 1037 và sư đoàn 312 quân đoàn 1 và sau đó từng bước phát triển tại sư đoàn 312 quân đoàn 1 và giữ đến vị trí sư đoàn trưởng. Từ tháng 8 năm 2008, ông giữ chức phó tư lệnh về quân sự quân đoàn 1 rồi phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng quân đoàn 1. Vào tháng 6 năm 2010, ông là thiếu tướng tư lệnh quân đoàn 1. Và trong 4 năm, từ tháng 10 năm 2011 đến 2014, tướng Phan Văn Giang là bí thư đảng ủy, bộ tổng tham mưu, cơ quan của Bộ Quốc phòng, trung tướng, phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam. 2 năm sau đó, ông tiếp tục giữ chức tư lệnh quân khu 1. Và từ tháng 4 năm 2016, ông được bổ nhiệm là thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Một tháng sau đó, ông nhận nhiệm vụ là tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam, thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Và gần đây nhất, vào tháng 4 năm 2021, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Việt Nam. Còn ông Thượng tướng Vũ Hải Sản, 60 tuổi, cử nhân quân sự, quê ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 và 13, ông từng giữ chức chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 3 và Tư lệnh Quân khu 3. Và từ tháng 7 năm 2020, ông được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Và giờ đây, dư luận lại cho rằng phải chăng ông Ngô Xuân Lịch đã hết thời. Chưa có một vị đại tướng, ủy viên Bộ Chính trị nào mà không được ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ngoại trừ ông Lương Cường. Với cấp bậc trong quân đội như vậy và chức vụ trong đảng như vậy, mà giữ chức chủ nhiệm Tổng cục Chính trị thì xem như ông Lương Cường đang bị đỉ. Khi được đề xuất thăng quân hàm, ông Phan Văn Giang là người duyệt trước tiền. Nếu có người của ông Lương Cường lọt vào trong danh sách thì cũng khó mà lọt qua khỏi bàn tay ông Phan Văn Giang. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định thăng quân hàm cho ông Phan Văn Giang và Vũ Hải Sản. Thực ra, chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ nay trở đi cũng chỉ có nhiệm vụ bảo vệ chế độ chứ không bảo vệ đất nước. Mà bảo vệ chế độ thì tất nhiên mục tiêu là chống lại nhân dân. Mà chống lại nhân dân thì quân đội chỉ cần tàn bạo chứ không cần sự hùng mạnh. Với tiêu chuẩn như vậy, thiếu Phan Văn Giang sẽ khó mà xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam hùng mạnh cho được, đặc biệt là đối với Trung Quốc. Và nhiệm vụ đối phó với Trung Quốc sẽ được ông Nguyễn Phú Trọng giao cho Bộ Ngoại giao. Mà hành động của Bộ Ngoại giao trước các lần gây hấn của Trung Quốc thì gần như cũng chẳng có một giọng điệu nào khác cả so với những năm trước đó. Ông Phan Văn Giang chỉ cần cho các đối thủ chính trị của Nguyễn Phú Trọng hiểu rằng quân đội sẵn sàng nghe theo lệnh của Tổng Bí thư là đủ. Chỉ cần như thế thì mỗi lần ông Nguyễn Phú Trọng muốn biến ai làm củi thì người đó không có phản ứng tự vệ. Có như vậy mà thôi. Và nói tóm lại, dưới thời ông Phan Văn Giang thì tướng Lương Cường gần như hết cơ hội, chỉ có vậy mà thôi. Còn với câu hỏi quân đội dưới thời ông Phan Văn Giang có mạnh lên hay không thì câu trả lời là không. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Sáu ngày 16 tháng 7 năm 2021 với bản tin Phan Văn Giang được thăng hàm mới, số phận Lương Cường sẽ ra sao. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.